Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bô Giò. Mình là Tàu Lao, chào mấy đâu Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, hẻm 139 đường Lê Thị Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo solo key 4,5 m. Mọi người nở sân sau. Kèo này đang vô hàng và vô hàng các bạn. Nắng quá các bạn ơi. Bên kia là mặt kiên đá bay, còn bên đây là bình tên lửa. Tỷ số đang là 1-1. Đang vô hàng và vô hàng rồi. Kèo này rất căng nha các bạn. Thì ta bây giờ là 14 giờ giờ địa phương, cầu tre. Anh em đang nhốn nháo xôn xao hàng sáu hết rồi. Lại là bình kỳ bóng không vào lưới. Tranh thủ thời gian, lip roll. Chơi đông và chơi lạnh 135.000 một chai. Chơi ra mỗi vai gái 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh Đại Lâm Bô Giò và Lip Roll. 2-1. Lại là mặt kiên đánh bóng ra ngoài. 2-2. Trận đấu đang trở nên rất hay, rất hấp dẫn rồi các bạn ơi. BB 2-2. Bên đây là bình tên lửa, còn bên kia là mắt kiến rap bay. Kèo này đang vô hàng rất căng thẳng các bạn. Bóng theo 3-2. Rồi Vinh Bầu kêu là chơi là chung liền, không có thiếu. Chơi chung liền, ok, vô 3-2. Kèo đây là kèo solo rất căng thẳng. Đây có thể nói là tái hẹn giữa Long Kỳ và San Fran. Còn đây là sân này nè, chỉ mỗi bên có nở sân sau thôi, 4,5 m. Đẳng cấp, bất kỳ phong bóng gì rồi, quá hay. 3-2. Đang vô hàng và vô hàng nha các bạn. Rất căng thẳng nha. 3-2. Các bạn nhận xét như hai thế nào? Hai đường banh của hai cao thủ này. Bên kia là mắt kiến rap bay. Vuốt up play xoáy cuộn, rất khó chịu. Còn bên đây là bình kia kiểu tán chứ không phải là kiểu móc nha các bạn. Tán qua tán lại rất khó chịu. Còn đường bóng bên kia cấm khó lường. Hai cao thủ hai trường phái khác nhau. Tỷ số đang là 4-3, đang nghiêng về cho rap bay mắt kính. Trận đấu đang trở nên rất căng thẳng. Mười hai điểm tới, rất căng thẳng. Lại là mắt kiên quá khó chịu. Thật sự mắt kiên vuốt những đường bóng giống như Thanh Nhỏ và Tài Nhỏ các bạn à. Thanh Nhỏ thường có những cú phát bóng như thế, vuốt bóng như thế. 5-3. Tỷ số đang nghiêng về cho mắt kiên rap bay. Còn bên đây là bình tên lửa. 5-3. Bóng ngay dây 4-5. Còn đây là Tâm, cao thủ trẻ đang lên và rất lên, tương lai của cầu tre U13 thôi.
4 năm. Lại là Bình Kỳ bóng ra ngoài. Sao bôn đội sân. Sao bôn đội sân. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kịch phụ là Đại Lâm chuyện bên này. Quay lại các sân bóng vui nhộn tất cả các kiểu. Các bạn hãy thương yêu ủng hộ xe và le và xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn đây là cao thủ mắt kiên đang lên của sân cầu tre. 6-4. Sợ gặp Đại Lâm ngoài. Hai trường phái khác nhau nha các bạn. Mắt kiến thì vuốt của áp khuê rất khó chịu. Còn bên kia là những cú tán ngang của Bình. Bình tên lửa. Còn đây là Trung Phản Bội. Cái tên thật sự rất ấn tượng. Trung Phản Bội. Né qua bên kia nè. Lại là mắt kiên phát bóng ra ngoài. Lại là mắt kiên phát bóng ra ngoài. Trận đấu đang rất hay, rất hay. Đang vô hàng quá trời rồi. Từ từ chuột ơi. Tí lại là mắt kiên đã bay. Đánh bóng ra ngoài. 6-7 à bên. Sáu bảy. Trận đấu đang quá hay, quá kịch tính, rượt đuổi tỷ số. Dò gà cho bên. Bông lại theo, bảy đều. Bảy đều. Bên kia là Vinh Bầu, Bầu Vinh Bầu. Bảy đều. Hiện tại bây giờ một bên chói nắng và một bên không chói nắng nha các bạn. Bên kia Bình đang lợi thế 7 đều. Bên đây là Mắt Kiên đang bị chói nắng. Sân bóng cầu tre buổi chiều thì thường thì nắng có một bên thôi. 7 đều. Lại là Mắt Kiên đánh bóng ra ngoài. 8-7 nghiêng về cho Bình tên lửa. Trận đấu đang trở nên quá hay quá hấp dẫn rồi. Kèo này đang vô hàng và vô hàng nha các bạn. Bóng ngay góc chữ A. 9-7. Một pha ngay góc chữ A. Một pha ngay góc chữ A. Chín bảy. Hiện tại bây giờ là Tú Mở Vĩnh Long đang canh liêm cho Mắt Kiên ráp bài. Tú Mở Vĩnh Long. Chín bảy, Rambun, Rambi. Lợi thế đang nghiêng về cho Bình tên lửa. Mặt kiến kêu hết cách rồi. Quá hay. Quá hay, đang tiếc cho Bình. Kỳ bóng không vào lưới. 8-9. 8-9. 12 điểm tới nha các bạn. Thật sự trận đấu đang trở nên rất nóng rồi. Hiện tại bây giờ là 14 giờ
đầu giờ chiều. Nóng cực nóng, nhưng trong sân nóng còn hơn ở ngoài. Quá nóng rồi, quá căng thẳng rồi. Đây là Tú Mở, người vừa tự sát tại Lâm La cùng Đại Lâm. Tiếp tục trận đấu 8-9. Rất căng thẳng rồi, 8-9. Đẳng cấp. Một pha vừa rồi đẳng cấp cho Mạc Kiên. Chín đều. Chín đều. Rambun, Rambun. Mạc Kiên quá hay pha bóng vừa rồi. Thật sự các bạn à. Một pha vuốt cà phê quá ghê. Một bên phòng thủ và một bên tấn công. Đang tiếc cho Mạc Kiên pha bóng vừa rồi. 19 đang nghiêng về cho Bình Tên Lửa. Bình Tên Lửa. 19. Trận đấu đang trên nền rất hay, đã phát dẫn rồi. Mời đeo. Mời đeo. Có thể nói trận đấu đúng với tính chất của trận đấu. Vô hàng và vô hàng. Quá căng thẳng. Lại là Bình khi một quả bóng thật sự đang tiếc cho Bình. Một quả bóng quá đơn giản các bạn. Tâm lý rồi các bạn ơi. 11-10 đã ghi về cho Mạc Kiên. Sau khi bị gác 9-7 và Mạc Kiên nó lên 11-10 lại rồi. 12 điểm tới. Các bạn hãy chờ xem ai sẽ vào bờ. Đang tiếc cho Bình. Đang tiếc cho Bình các bạn à. Thật sự quá đang tiếc cho Bình. Một pha quá đơn giản. Bình đã ghi bóng ra ngoài. Tỷ số 12-10 nghiêng về cho Mạc Kiên đá bay. Thật sự đáng tiếc cho Bình quá các bạn ơi. Còn đây là Lão Nhị. Lão Nhị Tài Thiên mới sự kiện tại Cầu Tre. Đang chuẩn bị vào sân làm gì đây? Đồng chí Lưu Tuốt. Chuẩn bị vào sân cáp kèo và cáp kèo. Ok. Các bạn hãy nhớ xe và leo xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.